nghe cần công cốc phải không? Này, dính dính anh ơi, đã chưa? Này, ui trời. Hiếu xin chào tất cả quý cô chú anh chị của các bạn nhé. Ngày hôm nay thì Hiếu đang vào ở đây là một cái hồ nước cả nhà. Đây thuộc một con sông thủy điện tên là Pleikarong cả nhà. Ở đây là ngày xưa là Hiếu từng là mưu sinh một cái nghề đánh cá bằng sông nước, bằng thuyền này cả nhà. Nhưng mà ngày xưa là chèo bằng tay thôi. Ngày hôm nay thì Hiếu vào đây là một cái trang trại của một ông anh ở trong làng ở đây. Hôm nay thì Hiếu nhờ anh mượn một cái thuyền của anh cả nhà. Và đây Hiếu sẽ review với cả nhà là hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một cái hành trình là 24 giờ sống lênh đênh trên mặt nước kiếm ăn ở trên cái hồ này nhá. Và đồng hành ngày hôm nay thì có một ông anh ở trong làng đi cùng Hiếu cầm máy quay dùm, không phải một mình, nên là sông nước ở trên sông trên nước thì quay video một mình rất là khó, nên là anh đi cùng Hiếu nhá. Đó, anh chào cả nhà cái anh ơi. Anh rất là ngại lên hình và cũng trong video thì chắc anh không có lên tiếng, nên là anh chỉ phụ Hiếu quay video cũng như là chỉ một mình thôi, cho có những cái góc động và để phụ Hiếu cái quá trình đi lại như này, nước nôi cả nhà. Thì không, Hiếu đi một mình trên sông trên nước này thì cần có anh, là ví dụ như có vấn đề gì thì cũng có anh, là anh em đồng hành cho vui, và anh cũng muốn theo để trải nghiệm nhá, nhưng mà anh không tiện lên hình thôi cả nhà. Rồi bây giờ thì Hiếu sẽ chèo thuyền ra rồi hai anh em cùng đi thôi cả nhà. Đó, cái này lâu lắm rồi trở lại sông nước. À, nơi đây là cũng từng có một cái kỷ niệm của Hiếu và em Cú Đấm Thép TV. Em Cú Đấm Thép TV có xem cái video này thì sẽ nhớ về cách đây là cũng 3 năm gì đó là anh em có từng làm một cái hành trình ở đây. Thì ngày xưa là chèo thuyền qua bên kia, gió quá mà nó cuốn mà hai anh em đi không nổi. Rồi nổ máy lên chúng ta sẽ đi cả nhà.
Hiếu đang vào một cái eo cả nhà. Một cái eo này. Bây giờ Hiếu sẽ răng. Sáng nay là có mua hai tay lưới. Ở trên cái thuyền của anh này thì cũng có mấy tay lưới, nhưng mà Hiếu sẽ dùng lưới của Hiếu nhé. Bởi vì lưới của anh mình thả không may mà nó rách thì về anh lại. Bên kia là một cái nhà máy mì cả nhà. Một nhà máy mì nhé. Nó ở giáp ở bên Sa Thầy ấy. Bây giờ Hiếu sẽ vào chỗ này, này. Mình sẽ thả để chiều mình đi thăm cả nhà. Để kiếm đồ ăn nha. Hôm nay thì cùng cả nhà chúng ta sẽ sống ở trên sông nước và chúng ta kiếm ăn ở trên cái dòng sông này. Đây là gọi là cái hồ luôn đấy cả nhà. Rất là rộng nha. Cái hồ này ngày xưa mà đi vào ban đêm á là không biết đường, là bị lạc, dễ bị lạc lắm. Nó rộng lớn lắm cả nhà. Ngày xưa là Hiếu cứ toàn trèo bộ bằng tay như thế này thôi này. Đây là lưới then 4 cả nhà. Lưới này khoảng tầm 1m2. Dài gần 100m. Cá ở đây thì nhiều cả nhà, nhưng mà không biết là như thế nào, nhưng mà mình sẽ thử xem. Lâu lắm rồi, mấy năm là không thả lưới cái hồ này. Hôm nay thì cũng không phải là đi sinh tồn, mà mình chỉ thử thách kiếm ăn bằng những cái dụng cụ lưới này, câu này. Và Hiếu đem theo cái ná thì tối nay mình sẽ đi săn. Rồi bắt đầu nha cả nhà. Chúng ta sẽ đi bỏ lưới. Rồi đi nào. Lưới này là lưới 3 màn luôn. Tay lưới thứ hai cả nhà, là đoạn cuối rồi nhé. Tay lưới thứ hai thì Hiếu bỏ từ cái mép bờ ngoài này, Hiếu đi vòng sát bờ chứ không bỏ ngang. Đấy, đấy cá kìa, ui cá, không thấy có cá rồi, không biết thế nào. Rồi xong rồi, bây giờ mình vẫn sẽ răng dây hai đầu cả nhà, bởi vì không may mà đầu này mất thì đầu kia còn có cái dây để mình lấy lại. Sau khoảng tầm 2 tiếng cả nhà, anh em vừa thả lưới ở trên kia và bây giờ thì đi xuống ở dưới cái lòng hồ này rồi. Cái hồ này thì nó rất là nhiều ngóc ngách và nó rất là rộng lớn, nên là bây giờ nhìn ở đây chỗ nào cũng giống chỗ nào luôn. Chỉ bay trên cao thì cả nhà có thể phân biệt được là Hiếu đi từ trên kia xuống đây là cũng khoảng tầm 1 km rồi. Nếu như mà ngày xưa mà Hiếu mà trèo bộ cả nhà là 1 giờ chiều là bắt Hiếu chuẩn bị cơm nước, đi từ 1 giờ chiều cho đến 4 giờ chiều là tới đây. Bỏ lưới xong là cứ ghé vào những cái chòi của dân hoặc là những cái chỗ gần bờ đây này là ngủ ở đây. Cái vó lưới này là ngày xưa là của các anh người Quảng Bình vào đây làm đầu tiên. Đây là cái trục quay của nó cả nhà. Cái dây này được dòng ra, được nối vào cái tấm lưới đó, sẽ thả sâu xuống và ban đêm họ sẽ dùng ánh điện để thắp sáng để cho cái dòng cá mương vào, những con cá vào đấy nó sẽ ăn
nó xay đèn xong là khoảng tầm 3-4 giờ sáng là người ta ra, người ta sẽ kéo cái này lên cả nhà. Đó, kéo như này lên này. Kéo khi nào mà cái lưới nó lên hết khoảng khỏi mặt nước, còn một ít nữa là bắt đầu người ta đưa thuyền ra để người ta giăng lên. Đó. Đó. Mình thả ra là cái lưới nó sẽ tự trùng xuống nha. Rồi, mình sẽ trả lại cho họ. Bây giờ Hiếu lên đây quan sát một lúc thì chỗ này nước nó sóng rất là nhiều. Hiếu sẽ phải tìm một cái chỗ nào yên tĩnh và mát mẻ. Sẽ anh em sẽ đặt câu cả nhà. Bây giờ thì phải nói là rất là gió luôn cả nhà, sóng nha. Nhưng trong cái eo này thì đỡ này, ở ngoài thì rất là sóng luôn. Hiếu đang lên thăm lại mấy cái lưới. Ôi hình như có con hay sao, nó nghe giật cả nhà ơi. Nghe nó giật giật, không biết là sao. Thăm lại cái lưới chứ bây giờ sóng gió như này câu cá không được rồi. Nghe nó giật giật, không biết có được con nào. Hồ tự nhiên nên là cái việc cá này cũng hên xui cả nhà. Thường nó thả lưới ngày xưa là cứ thả ban đêm thì nó dễ có, ban ngày thì cũng hên xui thôi. Cá nhiều lắm. Ui, một con cá thắt lát cả nhà. Ui, đã chưa? Ồ, to. Này. Cá thắt lát này. Thắt lát này thì ui giời. Làm nó mà nấu canh thì ngon. Thắt lát này thì thả đồ sâu là hay dính. Lưới chìm là hay dính thắt lát này. Thắt lát này cũng mắc cả nhà. Cá thắt lát này thì nó đắt lắm. Xem nào, còn con nào nữa không? Con mè dinh. Mè dinh cả nhà ơi. Đây này. Đây là con ấy, đấy đấy, thấy chưa? Cá mè dinh nha. Đây. Đó, cá này nó thịt nó rất là ngọt luôn. Nhưng mà được cái là nó xương nhiều. Xương tăm rất là nhiều luôn. Đấy, vậy là được hai con này. Đó. Hai con này. Rồi mình sẽ thăm hết xem có sao cả nhà nhé. Có nữa không nha. Anh em đang ghé tạm cái bờ của cái eo bì eo hồ cả nhà. Làm tạm hai con cá này nướng nha. Ăn bữa trưa đã. Đất ở đây cứng thật. Ôi da, ôi da. Mình để cho nó khô đó cả nhà. Có than là bắt đầu gạt ra mình nướng cho nó ngon. Ở đây thì cảnh không, cảnh thì đẹp, nó không được hoang dã hoang sơ nhưng mà cảnh đẹp cả nhà. Vẫn là xanh tươi của những đồi cà, đồi chuối, rồi là nói chung là ở đây phải nói là tuyệt, cảnh đẹp. Hiếu thấy là từ độ cao mà nhìn xuống cảnh đúng mê luôn. Ở đây là đi chèo thuyền, đi trải nghiệm, đi chơi rất là sướng. Bây giờ chờ cá chín này. Mình ăn xong là chiều nay Hiếu sẽ có mấy cái cần câu, mình sẽ đi tìm giun, tìm mồi về. Để mình sẽ tối nay để chuẩn bị là công tác là cắm câu tiếp cả nhà. Khi mà lưới không có là mình cắm câu này. Rồi đi săn nữa, mình dùng ná mình săn đêm nữa. Có đồ ăn rồi cả nhà. Có cá rồi, hai con. Ông anh thì ông đang dạo cái thuyền, đang đi lên trên này chơi cả nhà. Ông bảo là nướng rồi em cứ ăn đi. Tí nữa về anh ăn xong. Thì hai con thì sẽ để cho anh một con. Để cho anh cái cá thác lác này đi. Cá thác lác này nó ngọt. Cá mè này cũng ngon nhưng mà nó xương nhiều hơn này. Họ ăn tạm con cá bữa trưa cả nhà. Thế là ngon rồi.
Đó. Rồi, cho chút muối cả nhà. Nhiều đấy thôi. Rồi, con cá này để ra ngoài cho anh đi. Rồi, cũng làm hấp rượu nha cả nhà. Rượu này là rượu Ba Kích Ngọc Cầu Sông Cao Mú Tần đó. Thì Hiếu có bán mấy cái đồ ngâm thôi chứ Hiếu cũng không có rượu để bán đâu cả nhà. Bởi vì là Hiếu chỉ ngâm để đi rừng để đủ uống thôi chứ cũng không ngâm nhiều. Rồi, Hiếu mời các vị sơn thần thổ địa ở đây này về dùng cá với con này. Đấy, mời cả nhà nhé. Ăn cái da này chắc là giòn lắm này. Da nó giòn. Con này sao lại vào đây? Cóc. Nó cũng ăn được. Quên cả nhà, đây có cái mít này. Lá mít này mà hái mấy cái lá non này mình ăn kèm cũng được đấy. Cái này xương tăm nhiều lắm cả nhà nhé. Cá mè dinh này xương tăm rất là nhiều. Thử cái lá chuối, à lá mít chứ. Cuốn này ăn xem nào. Ngọt. Lá mít thì nó hơi chát chát. Làm ngụm này nữa. À, buổi trưa thì mình chắc không uống nhiều, làm tí thôi. Uống xong một lát nữa là nó... Ôi da, cái con này sao cứ vào đây cả nhà này. Con cọng vó này này. Nó ngọt thật. Rồi, mình ăn xem này. Để kêu ông anh về. Anh em còn đi lên trên này xem cả nhà. Ông đi chơi là quên đường về luôn. Ông anh cũng mê đi chơi. Ngại cái là không lên hình. Không chịu lên hình. Toang này cả nhà. Hiếu đang điều khiển cái máy bay bay cho cả nhà xem ở đây. Mà bị mất tín hiệu, không biết bây giờ rơi trên mặt nước luôn rồi. Cái mặt hồ nó rộng mênh mông. Cách qua mấy trăm mét thôi mà bây giờ thì nó rơi mặt nước thì chấp nhận là mất rồi cả nhà. Thật sự luôn. Đây là lần đầu tiên mà xui xẻo đấy. Đợt trước thì cái máy bay này cũng rơi một lần rồi, đi với một cậu em thì rơi ở trên rừng thì tìm được, nhưng mà bây giờ rơi trên nước này thì đúng rồi. Mất rồi. Thật sự rất là xui luôn, không biết giờ những cái file nằm ở trong cái album này có lưu về được không. Chắc là lưu về nhưng mà nó không nét bằng cái. Chết rồi, nó nằm ở đâu rồi? À đây rồi. Có bay được cả nhà, có bay được cảnh ở trên mặt hồ đây này. Cái đoạn cuối cùng này. Cái đoạn video cuối cùng nó rơi này, chỉ chứ được 0 giây luôn. Này. Rồi bấm luôn này. Rơi bấm luôn. Bấm xuống hồ luôn. Đây cái đoạn cuối cùng của nó đây. Đoạn gần về tới nơi hồ này cả nhà. Bắt đầu này, nó rà xuống này. Bắt đầu rơi này, rơi xuống này. Ui. Xuống hồ, đến đây là bị ngắt luôn này. Xuống mặt nước luôn này.
Rồi xong, rồi rồi rồi. Bấm luôn. Cái lấy cam này Hiếu cũng mua 2 năm rồi, hồi mua là 32 triệu. Bây giờ hy vọng là sẽ lấy được những cái file và lấy cam về cho cả nhà xem cái cảnh ở đây nhé. Cái file gốc nằm ở trong cái thẻ nhớ của Flycam thì không còn, nhưng mà nó sẽ có những cái file ở trong cái album của nó truyền dữ liệu về về điện thoại cả nhà. Nhưng mà nó sẽ không nét bằng cái file ở trong thẻ nhớ nhé. Và bây giờ mất thì cũng mất rồi, giờ mình buồn cũng không làm được cái gì cả nhà. Vậy là bây giờ chỉ còn cái cục này với hai hòn pin thôi. Hai hòn pin nữa thôi. Còn bây giờ thì chấp nhận mình tháo ra thôi. Rồi. Cả nhà nhớ ủng hộ cho Hiếu cái video này có view chút cả nhà nhé. Để Hiếu có động lực để tiếp tục làm thêm mấy cái video nữa để kiếm tiền để mua Flycam mới và để bay cảnh đẹp cho cả nhà xem nhé. Rất là cảm ơn cả nhà. Bây giờ thì Hiếu phải đóng lại để tiếp tục hành trình cái video này cho cả nhà. Hoàn thiện cái video này nhé. Bây giờ thì rơi xuống nước mình không thể tìm được cả nhà. Thà là rơi trên khô á, nó sẽ có cái sơ đồ và anh em sẽ đi tìm được. Tìm đến nơi thì nó sẽ có cái tín hiệu về máy. Nhưng mà bây giờ nó rơi xuống nước là mất đi cái tín hiệu luôn. Và lúc nãy quá trình bay khi mà mất tín hiệu cái là không biết rơi chỗ nào luôn ấy. Nếu mà gần anh em còn xử lý kịp, cái đằng này xa mất tín hiệu cái là không có về được, mà chỉ có hơn cây thôi cả nhà, hơn một cây số. Không hiểu tại sao luôn, lần này bay lại ở trên mặt hồ này lại bị mất tín hiệu nữa. Chắc là Hiếu nghĩ là mắc cái rặng cây này, hồi nãy là bay đến cái đoạn này là mất cái tín hiệu GPS này, mất tín hiệu điều khiển đấy cả nhà. Là nó cái máy bay này mình nhiều khi nó không thể nói được. Hiếu đang lên chỗ cái bờ này cả nhà. Mình sẽ cắm mấy cái câu ở đây xem. Này mình cứ vạch vạch một cái lỗ cả nhà, mình cắm cá lóc với lại cá trê. Mình cứ bới bới một cái lỗ như thế là mình cắm. Đào giun nhưng mà giun ở đây con hơi bé cả nhà. Vì ở đây là cái lượng cá mương rất là nhiều nên là Hiếu phải móc cái mồi dài nhé. Để không bị phá mồi thì mình mới giữ được cái mồi. Hồi nãy Hiếu có quay cho cả nhà xem, quay GoPro, cái mồi cá mương rất là nhiều luôn. Đây, mình cho cái mồi xuống. Đó. Tiếp lên đây. Thấy vậy nước rất là sâu luôn. Hiếu cắm lên đến cái chỗ này là cũng được tầm hơn chục cái câu cả nhà. Hình như là 10 cái, hơn 10 cái gì đấy. Đến đây là cái bờ này là bờ cái hùm của cái eo cả nhà. Chỗ này thì ngày xưa là cá lóc và cá trê rất là nhiều nhé. Bây giờ thì không biết như thế nào. Cũng mấy năm rồi. Thì bây giờ Hiếu sẽ ra để anh em mình kiếm cái chỗ nào đốt lửa để sưởi ấm đã nhá. Rồi tối anh em sẽ quay lại đây để thăm đêm và thăm lưới đêm luôn. Chắc là chỉ thăm cá. Ôi trời ơi cả nhà, ôi ơi, đây đây đây, vừa cắm xong bị ăn rồi. Đây đây, đây. Em vừa thấy du giật đây. Ôi trời, nó ăn hết mồi rồi. Cá gì, cá mương hay sao? Cá mương. Đây, hy vọng là tí nữa là không bị phá mồi nhé.
sợ là bị phá mồi là nó. Để mà xem một tí nữa nó phá mồi nó ăn liền. Vừa thấy con gì nó giật mà. Ủa có cá nhỏ rồi, cá nhỏ phá rồi. Không ổn nữa cả nhà. Cá nhỏ phá mồi. Nó đang đưa cả anh tới cái dây kìa, cái dây câu kìa, thấy không? Đó nó đưa đấy, nó giật kìa. Đó đó. Nó giật cần này cả nhà. Cả nhà xem kìa. Nó lôi rồi đấy. Đó đó. Không biết là cá gì để cho nó giật nó mắc đây đã. Rồi rồi rồi, xong rồi. Lôi rồi. Rồi một con. Hê. Cá gì đây nhỉ? Cá rô cả nhà. Ôi được một con cá rô vừa thả xuống này. Đấy, nó vừa giật đấy. Ôi trời, cá nhỏ. Ô, cái này là cá gì nhỉ? Cá đẹp chưa cả nhà? Này. Đấy, vừa thả xuống là dính nó rồi này. Đó, một con này nhá. Đẹp chưa? Ui, con cá này đem về nuôi đẹp lắm cả nhà ơi. Này. Cá này gọi là như kiểu cá gì Hiếu quên tên. Giống như kiểu cá thi Nhật ấy, cá thi Lai thi Nhật ấy cả nhà. Ui một con cá tê. Wow. Đấy vừa đánh xong quay lại dính này cả nhà. Này. Cá tê. Con này cá tê cá leo đây. Cá tê. Con này cá tê cả nhà. Đó, ui đấy. Vừa dính luôn. Nhỏ cũng lấy. Nhưng mà cái con này là phải bắt cẩn thận cái gai của nó. Gai của nó mà nó vẳng một cái là toang đấy. Ừ, cái mồi may vẫn còn. Cho vào đây luôn đi. Úi. Vậy là được hai con rồi. Một con cá cờ. Một con cá. Đó. Xem cái này con nào. Cái này cũng mới cắm này. Cái này còn nguyên. Mình cứ... Hiếu vừa ghé lên bờ cả nha. Đây là những cái số củi mà nó mặt hồ dạt vào. Mới gom một ít củi đốt để sưởi ấm. Chờ cho cái sóng nó tính lại. Rồi Hiếu sẽ đi ra thăm lại những cái câu mà mình cắm. Và sẵn tiện là mình đi xoay quanh cái bờ hồ này xem có chim ngủ không nha. Chim và rắn nha. Mùa đông này thì sẽ có rắn ráo ngủ ở trên cây, những cái bụi len, bụi nứa. Và chim cò ngủ sẽ có nha. Bởi ban ngày đi là gặp cò rất là nhiều. Thì ban đêm mình sẽ đi soi xem có gặp không. Hôm nay thì Hiếu sẽ đem theo cái ná này cả nhà. Cái ná. Đó. Ná rất là xịn luôn. Đó. Hiếu thì bắn ná không giỏi lắm nhưng mà cũng tầm tạm cả nhà. Cũng hên xui. Ba phát thì có khi được phát. Anh em đang quay lại cái chỗ mà hồi chiều cắm mấy cái câu cả nhà. Bây giờ đang đi lên để thăm lại xem nó có cắn câu nhá. Hồi chiều thì vừa đặt xong là được hai con. Hồi chiều đâu đây có một cái này, đây này. Ui giời cong cần rồi. Ui giời, con gì ấy? Nhái hay cóc? Ui giời. Coi nào. Ui giời hết mồi rồi. Ôi chả hết mồi rồi. Toang rồi. Bây giờ mình cũng hết mồi luôn rồi. Không có mồi để thay đâu. Cho cần lại rồi. Con nào. Ê. Cong cần. Ui trời, cong cần. Ui trời. Ui giật bay lên luôn. Rồi xong, hết mồi luôn. Còn một tí luôn. Cái này cá nhỏ phá rồi. Cá nhỏ phá mồi rồi. Để mình lấy mồi mình thay lại thôi cả nhà ơi. Chắc là phải thấy cái lấy cái ống mồi để thay lại. Và chiều là đây là được con cá tê này. Ui, cái này còn nguyên mồi. Sửa lại cái mồi để kiếm con cá tê cá lóc. Cái này mồi này nó dai, con giun này nó dai.
túm. Túm lại đi con. Đấy. Ui, cá trê. Một con cá trê cả nhà. Này. Này, một em cá trê nha. Con này cũng tầm tầm như hồi chiều á, một lứa luôn đấy. Này, cá trê tự nhiên nhưng mà nó nhỏ. Đó, còn sống luôn. Một cái này mình sẽ để nguyên này. Bây giờ thì mồi không còn nữa. Mình sẽ để như này, một lát quay lại là cho vào túi này. Rồi, để đấy đi. Ui, cá này hết mồi luôn rồi. À, hết mồi. Hết mồi không có rồi. Có cái nào là dính không? Nghe nhẹ nhàng rồi anh ơi. Nhẹ nhàng rồi. Ô, dính dính anh ơi. Cá lóc, trời ơi. Cá lóc, cá lóc, cá lóc. Này, trời ơi, cá lóc ngon. Cá lóc luôn. Trời ơi này, đã chưa? Lại một lóc nữa. Đã chưa? Này, ui trời. Ui. Ui trời. Này, con cá lóc ngon. Con này. Ui, đừng, đừng, đừng. Mày nhá, bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh. Xong. Cá lóc. Đã chứ. Con này ở đây thì nó không to lắm. Cái này mới hy vọng. Không biết sao này. Ui, cá lóc. Ui, ui, cá lóc, cá lóc à nhà. Ui, ui, cá lóc, cá lóc. Ôi, mày chạy đi đâu hả bưởi? Chạy đi đâu? Cá lóc quá to luôn. Con này mới béo này. Wow. Trời ơi, đang loay hoay là cái ná cả nhà ơi. Cái ná để đây. Tiếc thật đấy. Nó xà xuống dưới cây rồi, có lên không anh? Thả xuống dưới gốc gốc cây. Cây trên kia rồi. Quá tiếc luôn. Đang cái ná đang vói lấy anh cả. Không là nó tiêu rồi. Vừa lên gặp một con cò trồng luôn rồi. Con cò ma cả nhà. Con cò ma nhá. Đang xuống xuống mặt hồ cả nhà. Gặp một con bìm bìm nhưng mà nó nhảy rồi. Một con. Rơi rồi, rơi rồi. Ba ba ba. Vào đây. Một con cả nhà ơi. Không biết rơi vào đây rồi. Nghe cái bụp rồi. Ủa, rộng lắm. Phát phát để cho thuyền vào chứ. Sâu lắm. Chưa? Đúng rồi à? Ôi trời. Con nào? Ui to phết đấy nhỉ. Ui trời. To phết cả nhà. Ui trời. Một con này. Cái này là cò ma, cò ma. Để em trèo ra nha. Từ từ. To phết. Ôi anh em có chim rồi. Có thịt rồi. Tối nay có thịt rồi cả nhà. Ôi đã. Ồ.
đi vòng vòng này xem còn con nào không. Đấy, con cò ma, cái này còn gọi là Hiếu gọi là con cò cò ma, con vạc ấy cả nhà, không phải con vạc mà con cói. Wow, hai tay lưới không có cả nhà, được mỗi con mè dính. Ôi con này đang trứng là béo khủng khiếp này. Con này ban đêm mắt nó đỏ chói luôn, béo nhá, con này béo, con này to lắm cả nhà, con này có những con phải bằng này. Đây là những cái gia vị mà hành tỏi, tiêu, ớt và các thứ cả nhà. Con chim mình sẽ ướp vào trong cái phần này nó thấm này. Rất là ngon luôn, thơm. Cuối cùng thì cũng chín rồi cả nhà. Ôi thơm luôn đấy. Cá này giờ thì đúng là nhức nách. Wow. Ui chà. Thế này thì chắc là con này là mình phải đưa ra để mình cắt đôi ra. Cái lộc ở trên hồ. Đó. Đã, ui giời, nóng. Thực ra con cò này chỉ được cái ức thôi cả nhà, chứ nó thì khô, thịt nó, đó, cái cổ nó dài. Rồi, mời các cụ cái đùi. Ôi giời, nóng. Rồi. Chờ cá nha. Trời ơi. Thứ gì mà chịu cho nổi. Ui chà. Rồi. Để miếng mời các cụ đã. Ui trời, dài lắm cả nhà. Thớ thịt này. Đó. Rồi, mời các vị thần rừng. À, các vị thổ công Hà Bá. Các vị thần sông. Về dùng bữa với con. Đây là cái muối cả nhà. Cái này thì muối mắc khén hạt dồi này. Vào ăn đi anh ơi, vào anh ngồi bên này đi, em ngồi bên này nha. Đây là rượu cả nhà. Cái này là rượu rượu bốn thứ nha cả nhà, nó gồm ba kích này, nấm ngọc cầu này, rễ mú tình và sâm cau. Cái này thì uống rất là đậm luôn, Hiếu cũng đã gửi cho một số các anh đặt rồi. Hiếu cũng mời các cụ, các vị thổ công Hà Bá về uống với anh em một ly này. Rồi, mời ông anh này. Đây, mời anh trước nha. Đây, uống đi anh, làm ly đi anh. Rồi, anh em Hiếu mời cả nhà nhé. Mời nha.
Đoạn ha. Rồi. Rồi, mời cả nhà dùng với anh em nhé, dùng rượu thịt này, cá với anh em. Rồi, ăn đi anh ơi, làm miếng này. Chim. Đấy. Rồi, mời cả nhà nhé. Wow. Làm miếng cá nào. Hiếu sẽ làm miếng cá trước. U chỗ cái thớ cá này. Nó dài thế này mà cả nhà ơi. Cá lóc hồ này thì không phải nói đâu, không phải bàn đâu. Rồi Hiếu mời tất cả cô chú anh chị cùng các bạn nhé. Làm một cái miếng thịt cò này coi. Cò nướng. Cò rất là ngọt luôn. Thơm. Quá đã. Ăn đi anh. Quá đã luôn. Đây, làm miếng. Ôi dồi ôi. Hiếu phải làm cái bộ lòng này một phát. Hiếu vẫn khoái cái lòng cá lóc cả nhà. Cái lòng cá lóc này. Cái phần thịt con cá lóc ngon nhất là cái phần này cả nhà này. Phần hai cái mang của nó. Cái thịt rất là chắc nha. Cái đầu cá lóc thì chỉ được mỗi miếng này thôi. Đó. Ngon lắm. Là miếng đùi nữa anh. Đùi chim ngon lắm. Quá ngon luôn. Ăn đi anh. Nè. Trời trời. Cá thế này mà. Mời ông anh. Ông anh ông ngại lên hình cả nhà nên mong cả nhà thông cảm nhé, chứ không phải là Hiếu cũng không để anh lên hình đâu. Anh cũng nói là anh đi chơi thôi chứ đừng có đưa anh lên hình. Đó. Cái thịt cá nó dai nó đã chưa? Nó béo. Ngọt lắm cả nhà. Làm miếng nữa đi anh, rồi anh em mình đi ăn là đi ngủ nha. Tranh thủ đi ngủ. Đây, làm miếng đùi. Cá này công nhận nó béo. Thịt nó dai nhỉ. Ngon. Anh em sẽ nằm ngay bếp luôn cả nhà. Hiếu thì dùng một chiếc võng có cái mùng này này. Còn ông anh thì ông anh có cái túi ngủ đốt lửa như này. Chắc là anh em xin phép nằm nghỉ nha cả nhà. Nằm tạm đây chứ nói chung bây giờ cũng muộn này. Bây giờ nếu mà mắc võng thì chỉ có Hiếu mang võng, còn ông anh thì mang túi ngủ. Thì lúc đầu là anh em tính là
đi ra ngoài này thì sẽ có cái chòi của nhà dân là anh em lên ngủ tạm, nhưng mà ghé vào khu đấy thì lại không có củi để đốt cả nhà, nên là anh em phải ra đây để đốt củi, để nướng ăn, để nấu ăn. Rồi bây giờ Hiếu xin phép đi nghỉ, chúc cả nhà ngủ ngon nha. Anh em xin phép đi nghỉ và hẹn gặp lại cả nhà sáng mai cả nhà nhé. Ủa, ánh trăng rất là sáng luôn cả nhà. Ôi giời. Chào buổi sáng cả nhà nhé. Ông anh này không biết là ông dậy ông đi đâu rồi cả nhà. Chắc là đi ngắm tình yêu, tình báo, ngắm chim cò với sáng gì rồi cả nhà. Ôi trời ơi, nằm ngủ đây đêm nằm thế này nó đau lưng cả nhà. Ôi Hiểu thì nằm trong cái võng này, này. Ông anh này cũng có cái túi ngủ. Chắc là giờ để chờ anh về là Hiểu sẽ lên thăm lại mấy cái lưới hôm qua thả xem có nhá. Sáng nay có gì không. Rồi anh em thu dọn đồ đạc để đi di chuyển lên phía trên để về cả nhà. Vậy là đã qua một ngày và một đêm. Hiểu được sự hỗ trợ đồng hành cùng với một ông anh trên cái mặt hồ này kiếm ăn lưới rồi là câu rồi đi săn đêm. Cũng thú vị cả nhà, lâu rồi Hiểu cũng không có những cái thử thách 24 giờ này. Đây là một cái video trở lại nhưng mà lần này lại có thêm một ông anh tham gia đi cùng nhưng mà anh lại không muốn vào video. Bây giờ thì mình sẽ đi lên xem thăm lưới xem như thế nào cả nhà nhé. Tiếp tục cả nhà cùng Hiếu sẽ hoàn thành nốt cái video ngày hôm nay nha cả nhà. Nó đau lưng, nó mỏi. Lâu lâu không ngủ dưới đất này đúng là nó mỏi cả nhà. Hôm qua thì phải lấy cam mất rồi, giờ còn mỗi cái túi này để bỏ pin thôi cả nhà. Mặt trời bắt đầu lên rồi cả nhà. Anh em đang bây giờ chèo thuyền ra rồi. Mình sẽ đi về trên cái hướng ở phía trên nhé. Cứ tầm 4-5 giờ sáng là ở khu này thuyền bè nó cứ máy nó cứ bành bạch. Kiểu họ đi lấy lưới cả nhà, họ đi kéo vó lên để lấy cá. Nên cái giờ đấy cũng ngủ chập chà chập chờn, khó ngủ lắm. Bây giờ Hiếu sẽ đổ máy đi thôi. Bây giờ Hiếu sẽ lấy cái tay lưới này lên luôn cả nhà nhé. Bởi vì hôm nay thì Hiếu cũng về. Có vẻ là không có rồi cả nhà ơi. Là Hiếu vừa thu hai cái tay lưới lên cả nhà.
Kết quả một sau một đêm thì không được một con nào luôn. À, hôm qua thì còn được mấy con nhỏ nhỏ, hôm nay không được. Vậy là phải nói là dạo này là cá ít nhá. Ngày xưa á, mà khi mà Hiếu đi bắt cá ở đây á, là cứ khoảng tầm chục tay lưới là một đêm, vậy là cũng có khoảng tầm mười mấy ký. À, mà tay một tay bình quân phải 3-4 con, mà loại cá to cả nhà này, cá rô phi, cá chép to. Nhưng bây giờ thì không có. Phải nói là bây giờ cá nó hiếm rồi. Hay sao mà, hay là hôm nay do trời động nó không đi, không biết nữa. Thì hôm nay Hiếu cũng chia sẻ với cả nhà một cái video trở lại cái cảm giác như ngày xưa Hiếu đi làm cái thử thách 24 giờ lênh đênh trên nước, 24 giờ ở ngoài đồng, 24 giờ đầm lầy này kia cả nhà. Thì hôm nay Hiếu cũng trở lại những cái thử thách đó để cả nhà cùng trải nghiệm lại những cái cảm giác như ngày xưa Hiếu làm video cả nhà nhé. Và Hiếu rất là cảm ơn cả nhà đã bớt chút thời gian của mình để đồng hành cùng Hiếu trong video ngày hôm nay. Nếu mà cả nhà có những cái ý kiến, có những cái thử thách gì, cứ để lại comment, cái bình luận đó. Hiếu sẽ, của ai có những cái mà trong khả năng của Hiếu có thể thực hiện được thì Hiếu sẽ tiếp tục làm những cái video về như những cái thử thách nha. Rất là cảm ơn cả nhà. Bây giờ thì hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo cả nhà nhé. Xin chào, hẹn gặp lại, bye bye cả nhà. Chúng ta nổ máy và về thôi. Quý chú anh chị cùng các bạn thân mến, trong những cái chuyến đi rừng, anh em có thu gom một số sản phẩm của rừng như nấm lim xanh, được biết đến với nhiều công dụng ngăn ngừa và điều trị các căn bệnh về ung thư và hỗ trợ về hệ đường huyết, tim mạch, mỡ máu, cũng như là sáo tam phân, cũng là một trong những cây thảo dược quý ở Việt Nam mình. Nó cũng được biết đến với rất nhiều công dụng về gan và các căn bệnh ung thư. Ngoài ra thì một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe như mật ong và một số loại thảo dược dùng để ngâm rượu và chăm sóc sức khỏe. Quý cô chú có nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho bản thân, vui lòng liên hệ qua số điện thoại của Hiếu là 078-228-2345. Và những lúc anh em đi rừng không liên lạc được thì quý cô chú nhắn tin qua Zalo cho anh em. Khi mà trở về rừng thì Hiếu sẽ check tin nhắn và tư vấn, hỗ trợ, chia sẻ cho quý cô chú hiểu thêm về những cái sản phẩm, những cái dược liệu ở rừng. Anh em rất là cảm ơn tất cả quý cô chú, anh chị cùng các bạn đã luôn đồng hành, tin tưởng và ủng hộ cho hai anh em để có thêm kinh phí xây dựng và phát triển kênh. Một lần nữa chúc tất cả quý cô chú anh chị cùng các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.